Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lê Minh Tấn thông tin, trung tâm có 1.103 người đang được quản lý chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại có 240 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh, trong đó 12 người là nhân viên làm việc tại trung tâm. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết đã có báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh tại trung tâm để có phương án phòng chống dịch. Trước mắt, sở sẽ cho thành lập một ban quản lý có bộ phận chuyên môn để quản lý, chăm sóc các bệnh nhân tại trung tâm, thành lập một khu cách ly tập trung F0 tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức để hỗ trợ thăm khám, lập danh sách để lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người có kết quả test nhanh dương tính và nhân viên làm việc tại trung tâm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.